Và sau đây là bản tin cuối. Cánh tay robot giúp các bà nội trợ nấu ăn. Samsung Electronics vừa giới thiệu các robot tương lai để sử dụng trong nhà bếp tại triển lãm hàng điện tử gia dụng CES 2020 vừa qua ở Las Vegas. Nổi bật trong số này là sản phẩm Samsung Bot Chef, cánh tay robot có khả năng hỗ trợ việc nấu nướng cho các bà nội trợ. Bot Chef có kết nối Internet và có thể tải xuống những công thức nấu ăn để quý vị tham khảo khi vào bếp. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Phải hỏi ngay bà nội trợ Hoàng Anh là có thích cái sản phẩm này hay là không? Dạ, đương nhiên là rất thích. không thể nào mà ngờ được hả? Dạ, đúng càng rồi. Càng ngày nó càng tiến bộ quá. Nếu như một ngày nào đó mà cái giá nó rẻ một chút xíu mà bếp mình có thể gắn, Hoàng Anh có muốn là gắn cặp này vào đây không? Hay là... Dạ, Hoàng Anh là mong muốn được thử chứ. Để coi như thế nào nó có work hay không. Đúng rồi, phải không? Dạ. Tại vì cái bản tin họ chỉ nói là cái robot này nó giúp mình nấu nướng, nêm thôi. Chứ không biết có nếm được hay không. Đúng không? Dạ. Thành ra cái phần nhưng mà có một người giống như là có thêm một cái cánh tay phụ thì... Đã hơn nhiều. Dạ, quá cảm ơn. Nhưng mà nếm thì không thể nào qua được con người. Dạ, đúng rồi. Chính xác. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Xin mến chào tạm biệt.